Rồi, mến chào bà con nha. Hôm nay em lên cho bà con một lần ba con phun thuốc luôn. Nói chung phun thuốc vì bên em rất là nhiều nên là số lượng khá là nhiều, nên là quay nhiều nhiều cho bà con xem cho nó đã mắt hơn. Đây, đầu tiên vô một cái con 6 bánh một cầu. Con này chạy 4 bánh sau và 2 bánh trước. Đó, 2 bánh trước nhưng mà chỉ một cầu thôi nha. Bánh này thì bà con cua diện tích hẹp thì rất là ok luôn, tại vì bánh nó cua rất ngặt, cua ngang luôn, diện tích rất là không có chiếm diện tích nên là mình cua rất là dễ. Tình trạng thì xe rất là đẹp, xe này là 500 lít nha. Chạy động cơ Kuta 4 máy dầu. Động cơ này thì cực kỳ là VIP rồi. Đây. Máy VN 1505. Động cơ 4 máy dầu nha bà con nha. Chạy động cơ 4 máy VN 1505. Đấy, nghe điện thoại nha bà con. Đây, nói tới động cơ. Con này thì động cơ rất VIP, thì bà con nào muốn biết cái động cơ này như thế nào thì bà con search Google là biết cái giá trị nó nè. Con này cũng còn tầm 20 mấy cũ ha. Đó, cái động cơ rất là giá trị luôn, động cơ V1505. Máy rất là đẹp ha. Con này chạy hộp số nè, cầu đồ chiền ra cầu sâu. Đây. Đó, chạy chiền ra cầu sâu, chạy một cầu sâu thôi nha bà con nha. Áp nè. Áp tỳ sứ HS95. HS95 ha. Áp rất là khủng luôn. Xe đẹp. Con này rớt xuống xe là chạy hoạt động từ A đến Z luôn. Bên em chỉ kiểm tra dầu nhớt thôi, còn ngoài ra chưa đụng gì ha. Két nước rất là bự. Chạy bình 70 mb ha, bình mới luôn. Những hệ thống đó ha. Còn vàng ươm, dây nhựa rất sạch sẽ. Xe này rin hết nha bà con nha. Dàn bét này. Đồng hồ áp này. Dây nhựa đẹp quá đẹp luôn. Bộ e nằm đây. Con này thì nói chung bà con nào đất mà bằng không lúng, không lầy, không lúng thì diện tích hẹp thì mua con này giờ đi rất là ngon luôn. Xài bét rất là đẹp. Bét này một loại hai đầu nè. Đấy, một loại hai đầu, một loại một đầu. Bét này toàn bộ là bét sứ hết ha. Đó, bét rất đẹp luôn ha. Những cái đầu nu nu đẹp, quá đẹp luôn. Dàn lông thì rất là đẹp, không có bù tút dặm gì chỗ nào nha. Đó, quạt nè, quạt xài quạt nhôm. Dàn lông là rin hết đẹp. Vỏ lốp nè. Ha, gai rất là cao, không có bị nứt ha. Đó, không bị nứt. Rất đẹp luôn. Sườn đen thui. Sườn đen thui luôn. Gửi rin luôn ha. Đây có một cuộn dây khoảng tầm 20 mét để mình kéo đi phun á. Đó, dây 20 mét. Về con muốn gắn dò gì gắn ha, gắn vô đây. Đó. Số con này thì 3 tiếng một lùi nha. Đó, 3 tiếng một lùi. Có nhanh chậm luôn. Con này thành 6 tiếng hai lùi. Ừ, có thắng tay, gà tay, gà chân. Đây là con ha. Đó. Đi về lộn, đây là thắng, này là con. Thắng dầu luôn nha. Thắng dầu luôn. Những hệ thống rất đẹp. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi. Qua con thứ hai luôn, tại vì nhiều nên quay tốc hành luôn nha. Con này thì hai cầu 500 lít. Số là 3 tiếng một lùi. 4 tiếng một lùi nha bà con nha. 4 tiếng một lùi có gài cầu, một cầu, hai cầu nè. Đó, có một cầu hai cầu, có nhanh chậm luôn. HL là nhanh chậm ha. Ga tay, ga chân, thắng chân con rồi đầy đủ luôn. Xe tình trạng cũng rinh nguyên bản hết. Bình thay bình mới hết nha. Đầu tia sứ HB710. Đó, HB710. Con này bốn cái vỏ rất đẹp. Vỏ nè, cao ha. Mầm rinh hết. Đây, vỏ nè. Đó, gai gió còn luôn. Lớp sau 23 nhân 10 trừ 10. Đó, gai cũng rất là cao. Con này chạy động cơ Yanma 3T75. Bét nhựa ha. Đó. Quạt sắt. Máy rất đẹp luôn, máy còn đen thui luôn ha. Máy này là 18.5 PS nha bà con nha. Đó, máy rất đẹp. Đen thui luôn, đen bóng luôn. Mở LED cho bà con xem ha. Đó. Máy rất là đẹp luôn. Đen thui thui lùi. Xe là bên em bao máy móc cầu số rin nha bà con nha, không có bung máy hoặc là bung cầu số gì sửa trong này hết ha. Về là chỉ kiểm tra là thay nhơ dầu nhớt rồi hoạt động ok là lên clip thôi. Đó. Cái ghế này thì nó bị bung chỗ này rồi, thì bà con lấy thì em sẽ thay ghế mới cho bà con ha. Đó, vậy thôi. Rồi qua con thứ ba. Con này là ba cầu 6 bánh 500 lít, chạy động cơ Kuta 3 máy nha bà con nha. Đó, ba cầu chạy một lúc luôn ha, không có gài cầu. Đây, chạy động cơ Kuta. Máy rin nguyên bản hết. Ba cầu này thì số lượng em còn 3 con nha. Đó, em còn một con cũng y chang này luôn, còn trong kho lại một con màu vàng nữa, hai động cơ trước, động cơ sau luôn.
Đó, mà con nào quan tâm những mặt hàng nào phun thuốc bên em thì cứ liên hệ kết bạn Zalo số điện thoại dưới phần mô tả ha, để mình biết thêm những cái xe phun thuốc bên em ha. Đây dàn bét là em tay hai dàn bét luôn ha. Đó, hai dàn bét luôn. Đây có một cái lu lô dây nữa nè. Đây giờ quấn cuộn dây khoảng tầm 50 mét vô là mình phun thôi. Đó. Máy nè. Ốc tán 7 màu ha. Xanh luôn, rất đẹp. Máy bao rin. Vỏ lớp gai còn rất là cao luôn. Mâm này thì 6 cái mâm em sơn lại màu đen rồi nha. Đó, 6 mâm sơn lại màu đen à. Nói chung tình trạng xe sao thì em tả y chang vậy ha. Cầu số rin, máy móc rin, áp rin hết. Con này áp Tia MS650. Đó, áp rất là khủng ha. Nè, đồ nén khí rất là bự luôn. Bình thì hầu như bên em là thay bình mới 100% hết nha bà con nha. À, ví dụ bình mà nó có lỗi thì bà con gửi lại em thì em gửi lại để em bảo hành thôi. Còn ngoài ra bên em là thay bình mới 100%. Nên bà con đừng hỏi là về đó bà con thấy bình này nọ, bà con nói bình cũ, bình này nọ không có đâu nha. Nhiều khi tài xế người ta đề, người ta quên tắt máy á. Quên tắt máy nó hết bình thì mình sạc lại thôi, chứ không phải là hết bình là gọi là bình cũ nữa. Ở trong này nó có ghi ngày luôn, ngày 14 tháng 3 năm 2023 nè. Đó. Nên là không có vụ mà bình cũ đâu nha. Bên em là bình mới 100%. Không có bình tái chế, không có bình phục hồi thôi. Đó thì em đó em nói trước. Xe thì tình trạng em tả sao là có vậy, bình lô. Đó, bình lô ha. Còn gới rồi không quan trọng đâu, gới thì có cái rin cái lô. Dàn bét đây thay mới hết rồi. Đó. Nói chung xe thì phải dọn mới xài được nha bà con nha. Còn xe mà về mà không dọn thì không thể nào bà con xài được đâu. Đó, mấy con ốc này mà nó chấm sơn mà nó còn màu vàng nữa, sườn đen thui. Con này không có bị mục lũng sườn luôn nha. Khô ráo sạch sẽ, hộp số cầu luôn, rất là khô ráo luôn. Đó, còn thấy không? Khô ráo sạch sẽ thôi, không có xì sọt không gì hết. Ba cầu thì số lượng em còn khoảng 3 con, còn hai cầu còn khoảng 7 8 con. Rồi, lát nữa em sẽ test nước cho bà con xem nha. Xong cái con ba cầu ha, test nước rất là ok luôn, phun rất là đẹp và mịn. Dàn bét này bà con có thể chỉnh xa, phun gần, phun mịn đều được hết ha. Mình có thể điều chỉnh theo ý muốn. Đó, đây là con ba cầu ha. Rồi em sẽ tiếp theo test cái con hai cầu cho bà con xem ha.
6 bánh, chỉ có một cầu thôi, nhưng mà tiền ít thịt nhiều nha mọi con nha. Con này test thì vô địch thủ luôn. Áp rất là khủng và bét phùng khá là đẹp luôn. Rồi, bà con quan tâm liên hệ với anh em nha. Rồi chuẩn bị em test con thứ ba cho bà con xem. Rồi con thứ ba ok hết rồi hả? Con này em đã test nước, test áp rồi cho bà con xem hết rồi, rất là ok luôn. Đó. Bà con nào quan tâm alo bên em nha. Xe rù phun thuốc thì vô số cỡ luôn. Nói chung là nhiều lắm. Bà con muốn 500 lít, 600 lít gì có hết, một cầu, hai cầu, ba cầu đều có nha. Rồi, mến chào hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Xe rù phun thuốc đó, trong kia còn nữa nha con bà con nha. Rồi bà con quan tâm alo bên em, số điện thoại 0835585879, địa chỉ là thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi chào bà con.